Saiko TV xin kính chào các bạn. Video clip ban bệnh của mình ngày hôm nay là hướng dẫn các bạn trên một cái xe huyền thoại của Honda ha. Repsol Honda Team HRC. Rồi, mã số 93 của tay đua Mark Marquez, đội đua Honda. Giỡn thôi, giỡn cho vui thôi, chứ xe này là xe Honda Sonic. Honda Sonic 150. Thì cái động cơ của cái xe này với lại CBR 150 với lại Winner 150 thì cũng một thứ thôi, chứ không có gì nhiều. Đây, đây là mã của nó ha, đây là mã của nó. Đây, phiên bản này là phiên bản màu Repsol ha, Repsol. Rồi, sau cái video clip về cái Honda Winner á, mà mình có làm về cái này, cái quỷ quái này ha, gây phiền toái cho các bạn anh em cộng đồng chơi Winner, thì ngày hôm nay có nhiều câu hỏi đặt ra với mình. Vậy anh ơi, liệu là Sonic 150 có bị kêu tăng cam hay không? Rồi anh ơi, cái tăng cam của Sonic 150 có bền hay không? Rồi sên cam của Sonic 150 có giống Winner không? Rất nhiều câu hỏi liên quan giữa cái Winner và Sonic. Thì câu trả lời trong video clip của mình ngày hôm nay, nó là một. Nó là một ha. Tất cả những bản thiết kế về cái động cơ DOHC 150 này tại nhà máy Honda và xuất thân nó là Honda Japan Nhật Bản, gửi đi các chi nhánh trên toàn thế giới trên cái mẫu thiết kế động cơ DOHC 150 dành cho cái dòng Thunderbolt này là giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Cho dù nó là cái động cơ từ Indonesia hay từ Thái Lan, từ Malaysia hay từ Việt Nam hay từ Nhật Bản thì nó cũng là một thôi nè, một thôi. Nhưng mà do vậy nè, anh em mình thấy mua cái xe nhập nó mắc, thiệt ra không phải. Tại vì cái xe nhập, cái giá bán ra tại thị trường nhập nó sẽ gần bằng với giá bán ra tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà do khi mình nhập như vậy thì mình sẽ đóng những cái thuế phí nhập khẩu, thành ra cái xe nó đổi giá cao hơn thôi, chứ không phải bản thân cái xe nhập này nó mắc hơn cái xe bản Việt Nam. Không có chuyện đó đâu các bạn nha. Chỉ có chăng là vậy nè, cái quy định nhập khẩu của cái nước mà sản xuất ra cái xe đó khó hay dễ thôi. Thí dụ như quy định nhập khẩu về nguyên liệu của Thái Lan, nó quy chuẩn của nó là nhôm của nó phải đạt điều kiện là từ nhôm 7, nhôm 8 trở lên. Giả sử vậy, mình cứ thể mình ví dụ như đi, anh em hiểu rồi, nhôm 7, nhôm 8 là chất lượng cao, còn nhôm 3, nhôm 4 là chất lượng thấp. Rồi, tiêu chuẩn quy định của nguyên liệu của Việt Nam có thể nhập khẩu được nhôm 3, nhôm 4, hoặc trong nước mình có nhôm, mình xài nhôm, thì cái nhôm của Việt Nam sẽ không tốt bằng nhôm Thái Lan. Thì có thể, cái này là mình nói có thể nha, chứ mình không khẳng định bên trong cái động cơ của xe Honda 150 này. Nhưng mình đang nói về so sánh á, thì có thể là cái phụ tùng do cái nước đó sản xuất ra, cái chuẩn nó không tốt bằng cái phụ tùng do cái nước có chuẩn cao hơn ha. Đó là về vấn đề về mặt phụ tùng, thì mình nói ở chỗ tăng cam đi. Về nguyên liệu làm ra cái tăng cam này, có khả năng là nước kia nó tốt hơn, nước này nó không tốt hơn, vân vân vân, nhiều lý do lắm. Nhưng mà mình chưa khẳng định là cái nguồn gốc tăng cam này có phải từ một nhà máy Honda mà ra hay không, hay là một đơn vị thứ ba là gia công cho Honda hay không, thì mình không khẳng định chuyện đó. Giống như việc là tất cả xe Honda, thí dụ như anh em thấy trên cái họng phun xăng này nè, nó có chữ Kehin là do Kehin gia công, chứ Honda nó đâu có làm, tập đoàn Honda nó đâu có làm họng xăng đâu, nó đặt Kehin gia công đó. Có nghĩa là một số chi tiết trên xe là do những tập đoàn khác nó gia công, chứ không phải là Honda nó làm. Thì mình chưa khẳng định là cái tăng cam này là do Honda hay là nước thứ ba hay là công ty thứ ba sản xuất, mình không khẳng định điều đó. Mà câu trả lời của mình ngày hôm nay là mình muốn nói về cái việc là cái tăng cam của xe Honda 150, Honda 150 nó có kêu hay không. Thì giờ câu trả lời của mình vậy nè, xem clip đi rồi biết ha. Rồi, mình bật khóa lên ha, mình khởi động. Anh em nghe không? Cố gắng lắng nghe kỹ nha, hơi ồn nha. Đó.
Rồi mình xin trả lời với anh em này nè, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tăng cam, hai cái xe này mình tháo ra rồi, giống y chang nhau ha, cùng một thông số kỹ thuật, cùng một thiết kế luôn, giống y chang nhau. Rồi cái tăng cam này, cái tăng cam này ha, cái tăng cam này là của xe nhập nước ngoài, cái tăng cam winner là của xe trong nước sản xuất. Ngày hôm nay cái xe này mình khẳng định là nó kêu tăng cam, và bây giờ mình sẽ làm một cái mẹo để chứng minh các bạn là cái sên cam này nó không hư. Mình chỉ cho các bạn cái cách kiểm tra. Thứ nhất ở đây nè, các bạn thấy nè, đây là cái chân bù lông, thì cái con sùng tăng cam nó sẽ chạy trong cái khoảng này, nó chạy trong khoảng này. Thì khi mà cái cọng sên cam mình sử dụng qua một thời gian nó bị dùng thì cái con thằng lằn á, con sùng sên cam á, nó sẽ đè cọng sên cam qua cái tác động lực trên cái ti của cái tăng cam. Cái ti của cái tăng cam này nó di chuyển xuống ha. Thì ti của tăng cam này là cơ cấu một chiều, chỉ di chuyển được từ ở trên cao xuống thấp và không thể nào di chuyển ngược lại, do nó có cái gờ bên trong. Nè, ở vị trí này mình không thể nào mình đẩy được cái ti này đi lên hết, mình không bóp được ti này đi lên, nhưng mà khi mình tăng cái ti này lên thì mình thả nó sẽ rơi tự do xuống, nó sẽ búng tự do xuống. Thì đó là cơ cấu của tăng cam. Thì tại sao mà cái tăng cam, mình xin nói lại là tăng cam của cái dòng xe Winner và dòng xe Honda 150 xài DOHC nó mau kêu. Lý do thứ nhất là thiết kế của cái sợi sên cam này quá dài. Thứ hai, thiết kế của cái thớt tăng cam này quá dài. Nó làm cho cái lò xo này, cái ti này nè, khi mà nó chạy ra quá dài thì nó sẽ bị quơ, nó không có êm. Còn cái thiết kế của cái tăng cam Red Leo mình đang cầm trên tay á, là người ta đã làm cứng cái phần ti này, và cái lò xo bên trong nó cứng hơn, cho nên là nó êm hơn. Rồi, để kiểm tra được là kêu tăng cam hay kêu sên cam, chỉ cần một thao tác nhỏ thôi. Anh em mình nới hai con ốc này ra, nới nhẹ hai con ốc này ra khoảng chừng 3 ly, cho cái tăng cam này nó hở lên 3 ly. Nếu như cái tăng cam này nó hở lên được, có nghĩa là nó tự động nó hở lên. Lý do khi mình nới vậy thì cái ti này nó sẽ bị dùng, nó chạy xuống, nó chạy xuống, nó đổi cái tăng cam lên. Thì khi nó đổi tăng cam lên 3 ly như vậy thì có nghĩa là cộng sên cam vẫn còn tác dụng và tác động lên cái tăng cam này để đẩy cái lò xo, kéo cái thớt của cái cục tăng cam đi lên, di chuyển lên. Ví dụ đang nằm đây đúng không, khi anh em chỉ cần xả hai ốc thì nó sẽ nhóm lên về 3 ly là ok, có nghĩa là sên cam này còn xài được. Và mình khẳng định luôn, để biết cái tăng cam kêu hay không, khi nó hở lên dày khoảng 2-3 ly, anh em cứ siết trực tiếp, siết lần lượt, siết con trên, siết con dưới, siết con trên dưới, đều tay cho cái tăng cam này đè xuống. Có nghĩa là mình đang ăn gian là như vậy nè, cái ti này nó không trả về được, nó khi nó đã ra rồi là nó ra luôn. Thì mình muốn cho nó hở lên 3 ly để khi mình siết ép xuống, có nghĩa là nó đè cộng sên cam xuống 3 ly. Nếu như mình nổ máy nó êm, hoặc là nó có một cái tiếng hú nhẹ do sên cam căng, có nghĩa là kêu cộng tăng cam. Còn nếu như mình nới nó lên, nó không hở vậy, nó nằm im một chỗ, nới hết ốc luôn, nó vẫn nằm im một chỗ, thì có nghĩa là cái ti tăng cam này bị liệt, bị hư rồi. Vậy thì ở Winner 150 và xe Honda CBR hay là Sonic 150, thì cái việc mà kêu cái thằng sên cam là nhiều là do cái cục tăng cam này ha, nhiều do cái tăng cam này. Thì anh em mình phải biết chẩn đoán là chắc chắn 100% bị tăng cam, thì đi ra mua một cục tăng cam Red Leo có mấy chục ngàn à, về gắn vô, tính tiền công lấy người ta 120-150, với khách người ta vẫn vui tại vì chị đúng bệnh. Còn đem cái tăng cam này ra Honda mua 400-500 ngàn, nhưng mà về gắn xong chạy một thời gian nó vẫn kêu, nó vẫn kêu, tại vì tăng cam Honda bán thì cũng là tăng cam này, chạy một thời gian nó vẫn kêu như thường tại vì nó yếu. Bây giờ anh em đã nghe cái tiếng tăng cam rồi đúng không, giờ mình sẽ chỉ anh em cái mẹo để thử tăng cam ha. Tóm lại là có những cái khóa mà có cái cơ cấu một chiều á, để mình dặn trong những cái góc kẹt này cho nó dễ đó. Rồi mình nới nhẹ con ốc này nè, đầu tiên mình nới cho con ốc bên này nó hở lên khoảng 3 ly, rồi sau đó mình nới con ốc dưới này nè cho nó hở lên khoảng 3 ly ha. Khi mà mình nới vậy đó, nếu như mà cái tăng cam này nó không chuyển động, nó không ép lên, con ốc này mở ra nhẹ nhàng, thì có nghĩa kết luận là cộng sên cam nó đã bị dùng hết cỡ rồi, cho nên cái tăng cam này nó đã xả ra hết cỡ rồi, thì nó kêu là chuyện đương nhiên. Cho dù lúc cái sên cam mà nó dùng vậy rồi, kể cả Winner, kể cả Sonic, kể cả xe CBR 150, thì anh em có muốn thay 10 cái tăng cam Red Leo này nó cũng không hết ha. Trừ cái nào anh em đi kiếm cái cục bi đề á, hàng vô cho cái tăng cam nó dài thêm thì mình xài thêm được chút nữa, tận dụng chút nữa, nhưng mà cái cách xài đó thì nó cũng không khoa học lắm. Rồi mình nói nè, anh em thấy không, khi mình nói là hở lên 2-3 ly nè, cái tăng cam này nó chạy lên nè, nó có khoảng hở nè, chứ nó không nằm im chỗ. Bây giờ mình đè xuống là đè không được nè, đó thì mình cho nó rộng khoảng 3 ly hả, cho rộng khoảng 3 ly ha. Rồi sau khi rộng 3 ly có nghĩa là cái tăng cam này nè, bình thường á nó nằm trên này đó, cái ngón út của mình, mình ví dụ cái ngón út của mình là cái cần tăng cam,
nó sẽ giữ cái chốt này lại ha. Rồi bắt đầu này mình xả nhẹ ra nè, con út này nè nó sẽ giữ lại. Khi sinh cam dùng thì con út này sẽ hạ từ từ đó, anh em thấy không, nó ra nhưng mà con út gồng thì sẽ không đẩy lại được. Thì bây giờ khi mà mình nới ốc có nghĩa là cái này đã bị ra như vậy rồi, bây giờ mình đè xuống nữa thì nó chỉ đè cái cần tăng cam này đè xuống thôi nha, chứ nó không có thể nào thu lại được nó đó. Rồi thì mình muốn thử có nó êm hay không, kêu do cái tăng cam hay không, mình để cho cái tăng cam nó căng cứng ra, nó bung ra cứng đi, rồi mình siết ép nó vô. Giờ mình đang siết ép nó vô lại nè, có nghĩa là tăng cam nó đang ra cứng rồi đó, mình siết ăn gian nó luôn. À, mình lợi dụng cái độ cứng giãn của cái lò xo bên trong cái tăng cam á, mình siết nó xuống. Thì sau khi mình siết xuống mà mình nổ máy lên nó êm, vậy là nó kêu cho cái tăng cam bị yếu, thay tăng cam mới hết. Còn nếu như mình nới ra mà nó không đi lên, nới ra mà nó vẫn nằm im một chỗ, nó không hề chuyển động, thì cái đó là không phải là kêu tăng cam nha anh em, mà cái đó là kêu sên cam. Rồi mình để nguyên vị trí đó mình siết luôn. Hồi sẵn đây mình cũng nói luôn á, về mấy cái vấn đề tài liệu á, thì mình có cho cái đường link trong mấy cái clip tài liệu á, anh em có cần á thì anh em cứ liên lạc với lại cái nick trong đó, cái Zalo trong đó, thì sẽ có bộ phận kinh doanh để hướng dẫn anh em cái cách giao dịch. Còn mình thì thời gian mình đi làm mình rất là bận, mình không có nhiều thời gian để mà mình có thể trực tiếp mình chia sẻ cái tài liệu đó cho các bạn, mong các bạn thông cảm ha. Còn trong cái clip tài liệu thì mình có để cái đường link Facebook của mình, thì nếu anh em nào có tài liệu trong tay mà gặp cái sự cố khó khăn gì đó hay đọc tài liệu không hiểu thì có gì nhắn tin cho mình. Thì nếu mà tối mà mình rảnh hay mình có thời gian thì anh em nhắn tin, mình sẽ cố gắng mình sẽ giúp anh em trả lời những cái tin nhắn đó. Còn trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tạo cái group trên Facebook, những cái bạn nào có tài liệu cho mình á, chỗ mình á, thì anh em sẽ được đưa vào cái list đó, mình sẽ theo cái danh sách bên kia bàn giao về cho mình, gửi mail cho mình, thì mình sẽ đưa anh em vô group. Và anh em có gặp sự cố gì thì anh em cứ quay clip đăng lên, hoặc là đăng lên đi, rồi mình khi nào mình có thời gian mình sẽ giúp anh em, hoặc là những anh em thợ mình làm giao chung á, mình trong cái group á, thì anh em nào đã từng gặp cái đó rồi thì mình sẽ giúp để anh em thợ cùng phát triển với nhau. Rồi sau khi mình siết cái tăng cam vô rồi nè, siết cứng rồi nè ha, mình đề máy lại, anh em thấy cái máy nó êm không đó, mình lên ga nó có cái tiếng é é luôn đó, anh em thấy rõ ràng đó, tăng cam nó êm hơn và nó có cái tiếng é é luôn. Rồi vậy là kết luận cuối cùng là cái xe này bị hư cái cục tăng cam ha, và bây giờ mình siết cứng tăng cam thì nó bị ré sinh cam, cho nên mình sẽ tháo ra mình thay cục tăng cam rét leo vô và mình kết thúc. Thì thao tác mà tháo tăng cam cũng như kiểm tra tăng cam nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, cho nên là anh em lưu ý là làm đúng thao tác, tại vì chỉ cần mình sai một cái là sẽ chật tăng cam. Tháo được cái tăng cam của cái xe Sonic 150 rồi, đây là cái tăng cam rét leo ha. Mình thì mình xài này, mình không có BA nha, mình không có giới thiệu sản phẩm cho rét leo, tốt thì giới thiệu thôi chứ không phải mình bán cái này. Rồi mình không có bán đâu, muốn gắn tăng cam thì anh em dùng cái vít xiết cái tăng cam này lên. Lưu ý vậy nè, khi mình xiết hết tăng cam mình khóa chặt á thì tăng cam nó không bung ra đâu, nhưng mà anh em nên nhả nhẹ một cái để cho nó bung ra nhẹ. Và sau đó đó, khi mà người ta bán cho mình cái tăng cam á, lúc nào nó cũng có một cái chốt để định vị cái này lại, gắn cho nó dễ. Lấy cái chốt nhựa, mình dặn cái tăng cam này lên xong mình lấy chốt nhựa mình định vị vô. Rồi nè, mình khóa là nó chết, nó không bung ra đúng không? Lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu là tại sao mình phải nhả nhẹ ra, nó có lý do. Rồi nhả nhẹ ra là có thể là chỉ cần rút cái này ra là nó bung liền, còn khi mình khóa lại á thì mình muốn nó bung ra là mình phải dùng cái vít ở bên trong mình nới nó ra thì nó mới ra ha. Thì ở chỗ này nè, khi anh em gắn vô đây nè, anh em chọt cái vít vô á, trong cái khe này rất là khó, anh em phải có một cái cây chữ L đập dẹp cái đồ chuyên dụng á, anh em mới có thể xả được cái tăng cam này để mà nổ máy. Còn nếu trường hợp như anh em không xả cái tăng cam ra mà anh em nổ máy, thì cái lúc đó, thời điểm đó cái tăng cam của mình nó đang dùng á, nó chạy một cái nó trượt cái dĩa cam, cái là công suất bắp ha, sai thời điểm đánh lửa, sai tăng, sai thời điểm đánh lửa, bít tông với lại cốt cam hoạt động không cùng lúc, nhất là DOHC hai cốt cam độc lập nữa thì nó sẽ công suất bắp là chuyện đương nhiên. Cho nên lưu ý là siết vô cứng xong xả nhẹ ra để cho cái tăng cam nó có thể chạy tự do được, rồi dùng cái đồ định vị mà người ta bán cho mình á, mình gài vô, rồi để mình siết xong xuôi hết là mình chỉ việc mình giật cái đó ra là cái tăng cam nó sẽ bung lại vị trí cũ thôi đó. Thì thiệt ra người ta bán cái đó cho mình là có mục đích hết, nhà sản xuất người ta có mục đích hết chứ không phải là không có. Thật ra là anh em mình phải thao tác đúng chứ đừng có để làm sai một cái á, thay cái tăng cam này không có nhiều tiền công hết á, lỡ mà hư xe người ta chật tăng một cái, hư cái máy người ta là mình đền là tiền
tiền triệu, tiền chục triệu không á, chưa kể là người ta đã không đồng ý cho mình đền luôn á, chứ đừng có nói. Rồi gá, nguyên tắc bắt tăng cam thì cứ gá một con vô, con còn lại mình cũng phải ngá vô, xong mình siết chặt một bên. Tại vì hiện tại là giờ là cái tăng cam á, là mình đã rút lên hết rồi, cho nên nó không có bị cản bất cứ cái gì hết á. Tăng cam mình đã rút lên cao hết rồi, và mình chỉ việc mình bắt vô thôi. Thành ra là khi mà cái tăng cam mà mình không rút lên, mình siết cái này là không được đâu. Trong những cái clip trước hướng dẫn về tăng cam thì mình cũng nói rõ vấn đề này rồi đó. Giờ mình chỉ nhắc lại thôi đó. Thì hiện tại các bạn thấy không, mình rút tăng cam lên rồi, cho nên bây giờ cái tăng cam nó sát rạc với cái thớt lồng nè. Rồi mình chỉ việc mình dặn tay vô thôi. Và anh em mình phải lưu ý một cái điều nữa, sau khi siết chặt mình rút cái chốt nhựa lên á, là cái tăng cam nó phải nhảy một cái cạch, nó bung ra liền. Còn nếu trường hợp mình rút ra mà mình vẫn nghe nó im đềm, nó không nhảy gì hết, thì buộc lòng mình phải tìm cách mình xả ra cái tăng cam ha. Mình xả ra cái tăng cam cho nó bung tự do ra, nó gài còn xin cam. Rồi rồi, vậy là mình thao tác xong ha. Rồi nè, giờ mình tiến hành mình rút nè. Rút thì nó phải nhảy một cái cạch mới được. Mình phải nghe cái tay mình rút á, là cái tăng cam nó phải nhảy trong đó rồi. Đồng thời khi mà nổ máy á, khi mà mình đề nổ máy cái trường hợp này nè, là mình chỉ đề không có lên ga nha, đề nổ để lỡ mà nó ra chưa hết á, thì tăng cam của nó cũng sẽ do độ rung của máy, do cái độ đập của cái con thằng lằn đỡ sinh cam á, nó tán vô cái tăng cam thì nó cũng sẽ tự bung ra. Rồi ha, không lên ga nha. Trong khoảng 10 tới 20 giây đầu tiên nổ máy này không được lên ga, để cho cái tăng cam nó hoạt động đều. Và sau đó mình mới đậy cái con ốc mặt bích này nè. Thì cái mặt bích này nè, nhiệm vụ của nó là để kín hơi cho cái tăng cam trong này, nó có cái độ nhiệt đàn hồi giống như cái phuộc vậy đó. Cái thứ hai là để lâu lâu mình mở để mình cho nó miếng nhớt, để cho cái tăng cam nó chạy trơn tru. Thì anh em lấy tay mình bịch cái này nè, mình sẽ thấy có độ hút nhẹ hút nhẹ hút nhẹ bằng hơi trong này nè nha. Nó hoạt động giống như nguyên lý cái phuộc nhúng vậy đó, nó có một cái độ đàn hồi nhẹ. Rồi lấy cái con ốc diêm bên cái tăng cam diêm gắn qua cái tăng cam lô cho người ta. Còn con ốc mà bên cái tăng cam mà người ta bán cho mình nó có này nè, là con ốc lô, không có xài ngon bằng đâu. Rồi đẩy vô cho nó hết cái tiếng kịch 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 như số mũi đi. Anh em nghe nó êm không? Thay cái tăng cam rồi nó êm khác hẳn liền không? Rồi đảm bảo nó êm nè. Lên ga thử nè, tăng cam không hề kêu, không hề bị ré luôn, hoạt động chính xác luôn. Vậy là mình đã thao tác thành công ha. Rồi sau video clip này mình hy vọng là anh em sẽ có thêm một cái bài mới để biết cách trị bệnh, cũng như một cái kinh nghiệm cho cái xe Honda 150 đối với dòng xe nhập Sonic 150. Nếu anh em cảm thấy kênh của mình hiệu quả cho công việc anh em thì nhớ like và subscribe kênh, và nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi những cái video clip mới từ mình. Và hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Motoseiko trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video clip lần sau.